Vâng, tiếp tục đó là con 907 XD Cat nha các bác, con âm ly. Dòng đầu lớn nhất của dòng XD Cat, nó có hồi gỗ và chỉ vàng chính giữa như thế này. Rất là cách điệu và rất là sang. Em này công suất là 370W, chạy 8 con sò xanh Ken 2 vít, khá là lớn, chạy hai cầu loa AB hoặc A kèm B, các bác có thể đánh một lần hai cặp loa. Và con này công suất lớn này các bác tích hợp được chơi karaoke gia đình, đánh với những cặp loa Boss BMB, loa full 30 vân vân. Hay là volume tổng, hay là nút chuyển kênh nha các bác. Đấy. Rất là mới nha các bác. Mới long lanh luôn nha, hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Và tất cả hàng bao ship và bao ship qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác có thể thấy được phía trên của sản phẩm nha. Và giá em này là 14 triệu nha các bác, 14 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nha. Đẹp cứng cửa luôn, các bác có thể thấy được vỏ gỗ này. Đấy. Đã chưa? Và nước sơn và phía trên của nó ấy, không một vết lông mèo lông chuột gì luôn. Hay là hàng tuyển rất là kỹ lưỡng nha. Có sưu tầm được những con đẹp như thế này thì mình vừa nghe vừa trưng bày. Và mua sắm sản phẩm thì nhìn sản phẩm như thế này thì cũng rất là ưng bụng. Đấy. Mà thấy đẹp không? Vỏ gỗ nó vân gỗ, vân gỗ gụ này nó đỏ đỏ rất là đẹp nha. Đấy, 907 XD Cat nha các bác, dòng chữ đỏ nha. Đấy. Vì đẹp của em nó nha. Đây, nặng lắm, nặng có 25kg, 25-27kg. Tất cả rác có cổng phono cho quá chơi đi thang này. 200 loa, trợ kháng 4-16 ohm, 370W, điện 100V nha các bác, 100V. Thì sau đây, mời các bác xem luôn chi tiết bên trong của sản phẩm. Nó gồm những dây, nó gồm một cái tăng phô rất là to, cực kỳ nặng, bê cong lưng nhỏ và 4 tổ đồng nguồn, rất là bự. Vâng, đây là cấu hình của em nó. Các bác thấy 4 cái tổ đồng nguồn không? Rất là to. 10.000 UF nha, 85W nha các bác. Là 10.000 thành 40.000 UF luôn. Và đây cái tăng phô rất là to. Cái tăng phô này là y chang cái tăng phô của con 9090DB. Rất là to, bự. Đây là cái phần tản nhiệt. Đây phía dưới đây, 8 con sò xanh Ken 2 vít, có mã là 216 và 922 nha các bác. Mỗi cặp như thế này, như là một mỗi cặp là nó đánh ra là 250W maximum nha các bác. Mà đây là 4 cặp nha. 8 con 2 vít nha các bác. Đấy, rất là mới. Đây, nước sơn tinh điện còn rất đẹp nha. Đây, phần bo mạch sạch sẽ luôn nha các bác. Và tóm lại là nguyên zin và chưa qua tay người sử dụng Việt Nam là rất là tuyệt vời rồi. Và thứ ba nó rất là đẹp. Máy bãi tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Đấy, các bác thấy đồ đẹp của nó nha. Rồi, mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Và giá nó là 14 triệu nha các bác. Em free ship nha và bao ship toàn quốc cho các bác đó. Các bác cọc tiền thì cọc cho em 2 triệu, em ship hàng tận nơi, còn lại 12 triệu các bác thanh toán. Tới nơi các bác kiểm tra hàng và kiểm tra hàng ok, các bác thanh toán số tiền còn lại cho em. Cảm ơn các bác rất là nhiều.